Xin chào mọi người, hôm nay Sun sẽ kể cho cả nhà nghe một câu chuyện. Từng một cô bé bị viêm phụ khoa do đặt vòng. Thì câu chuyện sẽ bắt đầu quay lại thời gian cách đây 6 năm, khi Sun sinh bé đầu tiên xong, vừa tròn thôi nôi một tuổi. Thì Sun sống cùng chồng tại Sài Gòn. Và nói chung là kế hoạch của Sun là sẽ định đi làm cho con đi học. Nhưng mà mỗi kế hoạch của Sun đã tan tành vì Sun bị vỡ kế hoạch và dính bé thứ hai chỉ khi bé đầu tiên vừa tròn một tuổi. Lúc đó nói chung là cũng thôi mới có một bé vẫn quyết định sinh, cho nên Sun và bé đầu tiên tiếp tục lại bồng bế nhau về quê nội ở Quảng Nam để mà sinh bé thứ hai. Thì khi mà về quê sinh thì có nghĩa là đồng nghĩa với việc Sun và chồng sẽ sống xa nhau. Từ đó thì nói chung một năm chỉ gặp nhau đến 2-3 lần thôi, không có gặp nhiều. Thì Sun sinh bé thứ hai khoảng tầm 6 tháng Sun quyết định đi đặt vòng. Bởi vì Sun sợ như lần đầu tiên, nếu như lỡ gặp chồng rồi thì lại bị dính nữa. Cho nên Sun đã đi đặt vòng sau sinh bé 6 tháng. Và nghĩa là khi đặt vòng xong thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Thì Sun thường xuyên đau đầu hơn, thì da Sun nó mỗi ngày xấu hơn. Tới chu kỳ kinh hàng tháng thì kinh ra rất là nhiều và da rất là đậm màu, rất là hôi và rất là, nói chung nó ra kéo dài thời gian, lượng kinh lại cực kỳ nhiều nữa. Từ đó Sun mới, nói chung cứ như vậy thôi, mình cứ nghĩ là kệ nó, mình cứ bình thường, mình cứ giữ vệ sinh sạch sẽ. Càng về sau càng kéo dài thì Sun bắt đầu phát hiện ra là vùng kính của mình ngày một càng dai dịch, luôn luôn ẩm ướt. Vùng lót của Sun luôn luôn dính những cái lợn cợn màu trắng đục. Sun rất là ngại, không biết là này là do dịch khí hư của mình hay là vì nguyên nhân gì. Rồi Sun cứ như vậy, bắt đầu nó lại kèm thêm mùi hôi, đặc biệt là đến chu kỳ kinh hàng tháng, mùi hôi ra rất là nặng mùi. Mà khi mà Sun đi đâu á, mà Sun ngồi gần ai một tí hoặc là ngồi tại chỗ một xí là tự Sun sẽ cảm nhận được cái mùi hôi nó sẽ bốc lên, rất là ngại, cực kỳ ngại luôn. Nhưng mà thôi kệ, không đi khám phụ khoa. Cái chị em nào giống như Sun không, biết mình bị viêm nhưng mà không đi khám phụ khoa, cực kỳ ngại luôn. Mặc dù mình đã có chồng sinh con rồi nhưng mà nói đi khám phụ khoa thì mình không đi khám. Càng về sau nó càng nặng, nó càng nặng hơn nữa. Bây giờ mình mới sợ gần chồng, dù cho ít gần chồng nhưng mà sau định kỳ chồng Sun cũng về quê thăm con. Thì cả nhà biết rồi, hai vợ chồng mà sống xa nhau thì khi mà gặp nhau thì nó sẽ như thế nào, nhất là đàn ông nữ đó. Mà Sun thì cũng lại ngại cái vấn đề của mình, vùng kính của mình nó không sạch sẽ hay có mùi hôi, Sun rất là thiếu tự tin. Cho nên Sun bắt đầu mới tìm hiểu về sản phẩm để làm sạch vùng kính, làm sạch cô bé. Và lúc đó Sun cũng đang theo dõi khay của thầy Đặng Xuân Lộc, là một người vua còn trên lúc đó, bởi vì Sun nó đang kinh doanh mỹ phẩm mà. Tình cờ biết đến sản phẩm Nữ Oa thì là sản phẩm đông dược, cho nên Sun mới tìm hiểu về sản phẩm này và Sun mới quyết định mua 2 hộp Nữ Oa về để sử dụng cho bản thân mình. Thì lúc đầu khi mà sử dụng á, cực kỳ đau rát và cực kỳ khó chịu sau 2 viêm, ngứa và rát. Lúc đó có thể là chưa tìm hiểu kỹ về sản phẩm, cái kiểu như là cách sử dụng á, người bán cho Sun cũng không có tư vấn rõ, cho nên Sun rất là đau rát, rất là khó chịu vùng kính của mình. Và Sun mới đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và mới thấy trên tờ hướng dẫn là phải xông ngâm, và Sun xông ngâm với gói cốt xăm nữa ở đó. Sau khi xông ngâm xong thì Sun bất ngờ vô cùng là nó ra khá là nhiều dịch, khá là nhiều khí hư, ra rất là nhiều luôn. Thậm chí khi mà Sun đi vệ sinh nó là Sun lâu nó ra, cảm giác nó rất là ra một cục luôn. Rồi Sun mới nghĩ là không biết cô bé mình nó lại bẩn như thế này, tạp chất dịch ra khá là nhiều. Vì vậy cho nên là Sun mới kiên trì để sử dụng, sản phẩm Nữ Oa hết 6 viên, và cảm nhận cứ sau mỗi viên là vùng lót của mình nó lại khô thoáng hơn, nó lại sạch sẽ hơn và nó bớt mùi hôi hơn rất là nhiều. Bắt đầu Sun mới thấy đó có kết quả. Sau một hộp thì Sun ngừng sử dụng.
Và sau một thời gian sau thì Sanh và hai con vào Nam sinh sống cùng chồng. Thì lúc đó công việc của Sanh, kinh doanh của Sanh nó có gặp nhiều vấn đề. Và Sanh mong muốn tìm cho mình một cái sản phẩm nào nó đạt hiệu quả và nó có kết quả ở chính bản thân của mình, nó mang lại cho mình một cái sự hài lòng, một cái sự tin tưởng về sản phẩm và nó đạt kết quả tốt. Thì qua cái quá trình tìm hiểu rất là nhiều sản phẩm trên mạng, mỹ phẩm rồi quần áo rồi đủ hết, tuy nhiên không có lựa chọn nào phù hợp với Sanh. Và Sanh mới nghĩ ngay đến cái sản phẩm Nữ Oa, là một cái sản phẩm là phụ khoa Sanh đã từng sử dụng để giúp cho mình trị viêm cái vấn đề về đẹp vòng. Nhưng mà suy nghĩ đến sản phẩm đó thì Sanh ưng ý rồi. Tuy nhiên Sanh lại bị đè nặng về tâm lý, là nó là một cái sản phẩm về phụ khoa. Thì Sanh lại gì với chính bản thân mình, lại xấu hổ, lại ngại, sợ mọi người sẽ đánh giá mình, một đứa từng bán mỹ phẩm, từng đứa gây, nghĩa là giữ hình ảnh cho mình, mà bữa nay đi bán sản phẩm về phụ khoa. Đó, cho nên mới ngại, mới đè nặng vấn đề tâm lý. Và sau một tuần vượt qua mọi cái vấn đề, tự áp đặt bản thân mình rất là nhiều, mới quyết định là kinh doanh sản phẩm phụ khoa. Rồi Sanh mới lướt đi tìm người để dẫn dắt cho mình, đi tìm người để làm sao mà hướng dẫn cho mình kinh doanh cái sản phẩm Nữ Oa, là sản phẩm của dòng đông dược của Đức. Thì Sanh tình cờ Sanh biết được đến chị Bùi Mỹ Dung, có thể là lực hút nhau, bởi vì Sanh ấn tượng chị chính là một người ở cùng quê Tây Sơn Bình Định với Sanh. Rồi chị mới dẫn dắt Sanh và hướng dẫn cho Sanh. Hai chị em rất là ăn ý, rất là hợp nhau. Sanh mới quay lại cái quá trình Sanh sử dụng lại cái sản phẩm hộp Nữ Oa hộp thứ hai, để mà nó sau 3 tháng. Sau 3 tháng, nghĩa là hộp đầu tiên Sanh sử dụng tầm 3 tháng trước, thì Sanh sử dụng hộp thứ hai và nó tiếp tục, nó cái quá trình đó thì nó xảy ra những cái tạp chất, những cái khí hư, những cái dịch viêm bên trong của mình. Bởi vì khi mà đặt vòng á thì đã trị viêm, thì nếu như các bạn muốn trị dứt khoản thì phải tháo vòng ra thì mới trị sạch viêm rồi mới đặt vòng lại. Còn nếu như mà trong quá trình mình đang đặt viêm mà mình làm sạch bằng sản phẩm Nữ Oa hoặc sản phẩm phụ khoa khác, thì nó chỉ hỗ trợ cho mình để làm sạch, bớt mùi hôi, bớt vùng kính thôi, chứ không thể nào hết viêm được. Đó, chỉ khi các bạn tháo vòng ra. Vì vậy cho nên cứ sau định kỳ 3 tháng Sanh luôn luôn sử dụng Nữ Oa để làm sạch cô bé của mình. Và sau hàng tháng, sau chu kỳ kinh, Sanh đều phải đặt 1 đến 2 viên để cô bé mình nó luôn luôn sạch sẽ, khô thoáng, không bị tình trạng viêm nhiễm và nó kéo theo dịch khí hư mùi hôi trở lại. Thì Sanh cảm ơn cái vấn đề của mình đã gặp xảy ra. Vì Sanh đã đặt vòng, Sanh bị viêm nhiễm, cho nên Sanh mới biết đến sản phẩm Nữ Oa và Sanh mới biết đến sản phẩm đông dược Vũ Đức. Nhờ vậy Sanh mới biết được là không những nó sản phẩm Nữ Oa nó giúp cho bản thân Sanh hết cái tình trạng viêm nhiễm. Hiện giờ thì Sanh không còn đặt vòng nữa và Sanh đã trị viêm dứt hạn cho bản thân mình. Đó, Sanh cảm ơn sản phẩm Nữ Oa, cảm ơn sản phẩm đông dược, để mà Sanh có thể trao giá trị nhiều hơn cho nhiều người giống như Sanh gặp vấn đề và cũng tìm hiểu và sử dụng sản phẩm để giúp cho bản thân mình tự tin hơn với lại cái sức khỏe của mình, tự tin hơn với vùng kính của mình và giúp cho chị em có thể là hạnh phúc hơn trong vấn đề về chuyện vợ chồng, cũng giống như Sanh. Nếu như mà không có sản phẩm Nữ Oa thì Sanh có lẽ Sanh vô cùng tự ti, vô cùng thiếu tự tin với lại cô bé của mình. Và chắc có lẽ cũng không thể nào mà bây giờ Sanh với chồng Sanh thì trong vấn đề về chuyện đó nó hợp nhau vô cùng nhờ sản phẩm Nữ Oa. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video. Thì Sanh đã kể cho cả nhà nghe câu chuyện là cơ duyên Sanh đã đến với sản phẩm đông dược của Đức hay là Nữ Oa đó như thế nào. Hy vọng rằng nếu như bạn nào đang gấp phải như Sanh, đang đặt vòng hoặc đang bị viêm, có thể hiểu câu chuyện Sanh muốn truyền tải cho mọi người, để có thể tin Sanh và có thể sử dụng sản phẩm Nữ Oa giúp ích cho bản thân mình. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Sanh nha. Xin chào mọi người.